Good morning, my friend. 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 you get little marks on your face. Good morning. Hi, honey. It's time to get up. Here you go. Oh, there you go. Oh, you want your baba too? Oh, did somebody get up in the middle of the night? Did somebody get up in the middle of the night? And then he cry. And then you cry. Did you get up in the middle of the night and then cry? Huh? Is that what you did? Honey, do you want to go drive in your car? Yeah, you want to go drive in your car? Yeah? Okay, let's get up. Oh. Say hello, everybody. Okay, bye. She's ready for getting ready. To eat. Chị đi. Chị đang đi đâu á? Đi bơi phải không? Chị đang đi bơi phải không? Đó, Út coi kìa, đôi giày mà đi qua bên Cali mất rồi. Hôm qua mẹ với ba đi mua lại đôi giày tại vì thích cái đôi giày này. Cái kiểu thấy nó nhìn chắc chắn á, với lại bóp vô cái lòng bàn chân của cái đôi giày thấy nó êm. Nên phải đi mua lại đôi giày này cho nó ra rạ. Chứ qua Cali là nó mất, tự nhiên mất tiêu đôi giày luôn, không hiểu luôn. Chắc Út nó lấy, Út nó giấu rồi đó. Mà làm bộ nó mất á. Rồi bà tự nhiên nói là bà đưa đôi giày lên kìa. Một bịch vớ còn đâu hết. Bà hai kiểm tra thấy mất vớ luôn kìa, Út nó giấu luôn bà. Chắc giấu rồi à. Giấu để tối ngủ ôm. Mà vớ chưa có mùi mà. Vớ không mang được một chiếc nào luôn. Chưa có đi mùi. Cali mà mang vớ sao được. Mang sợ nhiều khi mang. Thôi đừng có nhắc tới giày, cái đi cởi giày ra tôi ạ. Cho cô chú coi đi giày đẹp đâu. Mouse đâu? Chỉ cô chú coi mouse. Đó. Thôi mà. Thôi. Đừng như vậy nữa mà. Giờ. Tại sao giày mà con cởi giày ra hả? Đi đàng hoàng. Trời ơi, con đi nè, giờ đi à. Đi à. Bước lên từng bước luôn ha. Bước lên từng cái luôn chứ không chịu dậm chân luôn ha. Ướt mà thiệt cái giờ đi vô. Vô. Rồi, mẹ sai in nha. Mà đừng lấy kẹo của người ta nha. Nơi bơi là giờ mình vô mình vui chơi một tí đi. Hãy vui đi vì cuộc đời cho phép mà. Khoái lắm, khoái chỗ này lắm. Đây là khoái đồ chơi chứ gì. Đó, giờ xếp nữa đó. Dành cả tuổi thanh xuân để xếp đồ. Nước không?
Uống này, uống này, uống này, uống này. Uống thôi. Right, right. Start with patty cake. Patty cake. Baker. Bake the cake. And fat your cake. You want some? How strong are you, babe? Ah, this strong. These little muscles. Mess? Yeah? Are you gonna eat with us? Đứng ở dưới không chịu, đứng lên ghế luôn hả? Ừ. Đứng lên ghế muốn nhảy. Trời ơi trời. Đứng ở dưới không đứng, đứng lên sân khấu luôn. Trời, không coi được cái bà không? Wow, tự mở, tự hát, tự ấy luôn. Quá dữ luôn. Trời ơi, rồi trời. Wow, đứng ở sân khấu đó, cái ghế này bây giờ là sân khấu của chú Chay này cô chú. Chay sao sân khấu của con nhỏ bé quá vậy? Không mẹ mến đây. I love you. Bây giờ lên ngược á, coi được không? Bác liền. Liền vậy đó. Ừ. Rồi nó chạy. Không có hai người giống như là không ăn nữa thôi nha. Không ngừng. Không ngừng, không nghỉ luôn. Chị đi, hát cho mẹ nghe đi con. Hát quá á du coi. Hát bài mẹ nghe coi, mẹ hát bài nào đó. Bài BBC đi. Hát đi con. Trời ơi, con này mặc bộ đồ giống giọng dân giọng không? Hồng Minh đây, Hồng Minh đây. Love you. Con. Con nó có nghỉ ngơi không? Trời ơi, trời ơi. Quá luôn, bữa nay là cứ nhảy múa, cứ hát biết vậy đó, y như mẹ hay chay hả? Trời ơi, coi kìa. Chịu đời không nổi với nó luôn. Oh, I love you. Làm gì nha? Đó bà hai. Đó, té con, em này lớn, ôi em này lớn quá rồi. Lớn quá chứ rồi. Đâu á? Dạ đi. Dạ đi. Đi đi gì, kêu dạ đi, kêu đi đi gì. Nắm tay. Dạ. Kiếm ai? Kiếm mèo đó hả? Mèo đó nó cắn con ai chạy? Đó, coi kìa, con ngồi xuống kiếm mèo kìa, coi được không? Đi đi, đi đi, mèo cắn. Kiếm nó làm chi vậy? Con nó ra cho nó wow một cái bây giờ đó. Coi kìa. Kiếm mèo mày giống như là chuẩn bị vạch lá tìm sâu vậy đó. Mèo đâu? Thôi đi đi, chỗ khác chơi đi. Đi đi. Nữa. Rảnh chưa? Cuộc đời này không có ai rảnh như nó. Cái gì vậy cháy? Chi vậy cháy? Cháy! No. Nó cắn đó, cái con mèo này nó cắn đó chứ không phải giỡn mặt đâu nghe. Đi ra đuổi dịch còn sướng hơn kìa. Nguyên đám dịch đang đứng ngoài đó kìa, đang chờ con đứng đuổi kìa, lại lên. Đi ra đuổi dịch, lại lên. Đó, đi đàng hoàng nha. Đây nè. Đó, sao giờ này, sao giờ tập cái tướng đi mà đưa mặt lên trời vậy? Hả? Đi bình thường nó còn té rồi, mà đã còn ngửa mặt lên trời nữa thì té sắp mặt ra chịu cho nổi. Hả? Làm gì? Đó, ướt đây nè. Lại đằng kia đuổi đám dịch đằng kia kìa. Thấy đám dịch chưa? Đây nè, chị mẹ chỉ nè. Nhìn theo hướng tay của mẹ. Rồi, đi lại đuổi dịch đi. Bữa giờ không có đuổi. Bữa giờ tụi này nó lộng hành quá rồi. Bây giờ kéo... Cái gì vậy? Trời, sao bà cải lương như bà? Hả? Bà đẹp đi, bà làm như bà hát tuồng nha. Bà làm như bà hát tuồng cổ rồi các bà. Bà đi cái bầu khỉ gối xuống, bà tính đi cái kiểu mà ở trong cải lương ha bà. Mệt mà dễ sợ. Rồi dưới đây. Đó, giang hồ tới cô chú ơi. Đỡ không nổi rồi. Thời tới rồi, cản không nổi cô chú ơi, giang hồ tới. Đó. ai cản giang hồ nổi. Được chưa?
Muốn bay đâu, tiến lên. Trời đất ơi, con nó đứng dưới, trời ơi, nó đang bị bao dây cô chú ơi. Nó đang bị giật bao dây, chết rồi. Liệu Chay có thể nào vượt qua nổi cái ải này không cô chú? Chay bây giờ đang nhìn. Bây giờ là bốn bể là dịch rồi. Phải coi coi, để coi Chay xử lý cái ca này sao nha. Cái ca này hơi khó. Coi làm gì nha. Chị đi. Làm gì á? Đuổi dịch đi. Bắt tay vào công việc đi con. Đừng mãi mê chơi nữa. Bắt tay vào công việc đi. À, chạy. Rồi thôi, em ấy đã bị bại trận rồi. Coi chừng nghe, coi chừng té nha. Sao này hết trận trời. Ủa nó nghe nè, về tới nhà mà cũng còn bị bại trận nữa hả? Hai phai chứ má mía. Coi đơn nó xạo, đè cái con này nó cố tình té nè cô chú. Chứ không phải là nó vô ý đâu, nó là cố tình đó. Nó là đóng cái đó là cải lương mà, coi kìa. Đoàn cải lương chỉ có 3 đứa thôi. Đó. Wow, hôm nay là trời rất là đẹp luôn nha cô chú nha. Hôm nay là trời là đúng rồi, cũng vẫn còn mùa hè luôn, còn một chút dư âm của mùa hè. Trời cũng còn rất là đẹp luôn. Mấy ngày này vô lấy siêu xe chạy không? Vô lấy siêu xe chạy không? No. No hả? Ừ, thôi no, thôi đi bộ. Thì đó, ưng đi bộ thì cho đi bộ thôi. Cho đi kìa. Mai mặc áo màu hồng nó thương dễ sợ luôn. Ngọc rất là thích Chay mặc áo màu hồng với lại áo màu trắng. Đó, và bức bông của người ta đó. Thôi đi. Gì con? Con đó con gì á? Con hát đi. Kỳ chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Con biết bài đó không? Chay có biết bài đó không ta? Bài đó chắc Chay không biết quá. Chay chỉ biết bài vi sát đu 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 thôi quá. Baby shark do 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 do, mommy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Bà đi tướng mà kìa. Grandma shark do 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 do, baby Chay do 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 do. Đi đâu á? Đi đi vô vô vô. Đừng có chạy, không đừng có chạy giùm mẹ cái. Đừng đi. Đó, bây giờ nó đi ra vô về đó. Có chịu đời nổi nó không? Quá luôn. Quá tung tăng luôn. Đó, đi xong mà bò đó, y như cái lương không? Trời, còn nó cái lương rồi, chút nữa nó nằm đang lê bò lết nó nằm ngoài luôn rồi đó. Nó cái lương. Cinema. Kệ cho nó chạy nhảy đi chứ còn mà chuẩn bị là tới rồi bị thấy chưa, bị mũi cắn sao cho. Đó, mũi cắn đâu? Chỉ mẹ coi. Sao? Mũi cắn chỗ đó. Xin thứ ba chưa? Đó, mũi cắn chỗ đó phải không? Để mẹ ngứa cho nha. Rồi đi đi. Mới nói tới đâu làm tôi quên lại cho tôi gãy chân nó rồi, giờ tôi quên nó, tôi mới nói tới đâu rồi. Rồi có đi rồi, cái đi cái tướng cái ảnh ra kìa. Hả? Ai à, chạy à, trốn hả? Con hai đi. Bác cái bác nó thương con lắm á. Hai sao? Hả? Hai sao? Trốn hả? Hái chê kìa. Hả? Hái chê kìa. Say hi. How are you? Say hi. Tửng lắm. Tung tăng. Chạy chân sáo rồi vậy đó. Y như là chú em bé chiếc chòe vậy đó. cậu bé lắc nhắc gì đó, em bé lắc nhắc cái gì đó. Rồi mất tiêu rồi. Đôi chân thoăn thoắt đó. Cái đầu nghiêng nghiêng. Lại đây coi. Chay, chó thở làm sao chay? Đó, rồi làm chó luôn rồi. Wow, sủa đi con. Cái gì vậy? Ê, con mèo không, con mèo nó đừng có chơi với nó. Chay đi, stop it. Mẹ nó nói rồi đừng có chơi với con mèo đó, nó dữ lắm. Rồi tao cho là ngu ngu lại, nó cào một cái rồi khóc nha. Rồi học cái bài học nha, Chay.
Stop it. Stop. Con mèo đó là dữ thiệt chứ không phải dữ dẫn. Đó, coi không? Coi chọc người ta. Chạy đi, stop it. Stop. Thì đó. Bà Hai mà con biết mèo nó dữ mà. Sao Hai biết hay bà Hai? Trời ơi, hồi nãy nè. Nó muốn vô nhỏ nhà mở cửa mà đâu mở được. Nó ngoài nó cào kìa nè. Thì đó. Con nó đừng cho nó vô nhà. Ê, không có cho. Hồi bữa tự nhiên không biết sao tự vô nhà được con, nó tự vô được nhà con á. Cái con ở trong nhà tắm con bước ra, con vừa bước ra con thấy nó, cái con nói ô hai. Cái nó cào con cái. Ê, con nó dữ thiệt. Sợ nó cào mặt em này chứ. Con nó rất là dữ luôn á. Chủ của nó còn biết nó dữ mà. Coi chạy, coi chạy. Chạy vừa le lưỡi nữa. Người lâu lâu ngứa chân rồi cúi xuống gãi. Gãi cho đỡ ngứa. Gãi cho đỡ ngứa. Cái con này nè. Cô chú thấy không? Nó đi riết mà ta nói hả, cái từng cái ngõ ngách của góc phố của Mỹ là cô chú rành hết luôn. Tại vì tao nói cái ngõ ngách nào nó cũng in thằng từng dấu chân của chay mà. Rồi ơi, mẹ còn có một cái bộ đồ của chay rất là đẹp luôn. Hồi bữa qua Úc mua mà chưa có cái dịp mặc quay lên video cho cô chú coi. Để đợi đi, đợi một ngày trời nào trời đẹp nữa đi rồi mẹ kiếm được cái bộ đồ đó. Tại vì từ cái bữa đi Cali về tới giờ mẹ đi về là mẹ chay đi làm liền ngay lập tức, nên là không có biết là đồ đạc soạn ra làm sao á, nên bây giờ chưa kiếm được cái bộ đồ đó. Để bữa nào có được cái bộ đồ đó quay cho cô chú coi. Bộ đồ đó Út mua đẹp lắm đó, giờ đang đứng chờ người nơi ấy đó. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu. Lấy đi chay. Lại đây. Thấy không? Cô chú thấy không? Từng ngõ ngách, từng cái khoảnh cỏ là cỏ nào là cô chú cũng đã đi qua tự nhiên nó ngồi đất. Đó, ngồi xuống cái là lấy cái tay làm gì đó, giết kiến hay gì đó. Hai phai với mẹ cái coi. Hai phai mẹ cái coi. Hôn mẹ miếng. I love you. Love you. I you. Con nói đi ba bảo. Nói ba bảo đi. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu 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 tu. The wheel on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The mommy on the bus go. Sao dễ sao. Y như múa ba lê, con này mốt cho anh đứng là thằng múa ba lê được. Phải sao? Ba lê nó đãi đó. Đãi từ chỗ này qua chỗ kia con đã đãi được nè. Nó là ba lê. Còn nó là ba gì không biết. Ba hồi. Chay là ba hồi giống mẹ. Không biết ba hồi hay ba trận chay. Chay là ba hồi hay ba trận. Ba trận dễ sợ lắm. Thôi không có con mèo đó nữa đâu, đừng có ai. Ủa ba chay bữa nay bà Dolores đâu chay? Where's Dolores? Khỏi đi đâu rạch là đứng. Có không, có nhà không? Đó, thấy không, khỏi đi đâu rạch. Cái nó biết bà ngồi chỗ nào lại nó kiếm bà liền. Nhìn vô coi, đưa hai con mắt nhìn vô coi bà có trong nhà không? Hả, đưa hai con mắt nhìn vô coi bà có trong nhà không? Bà rảnh á, không có làm gì đi qua nhổ bông giùm bà nha chưa? Kiếm sâu bắt sâu rồi này kia cho bông rồi kia. Rồi chay đằng đây có con ong này chay. Chay lại đây, đằng đây có con ong này lại cho nhớ chích chơi chay. Đó, ong đó. Trời. Lại thiệt luôn kìa. Chay con thấy con ong không chay? Ong kìa. Đó lại cho nó chích chơi con. Lại đưa tay cho nó chích chơi. Đó đưa nó lại bắt nó đi. À, mẹ. Đó, lại bắt nó đi. Sao? Hả? No. Mẹ chơi không biết có ác lắm. Ít cái khóc chích cái là mẹ khóc tiếng biên luôn á chay hả. Tự nhiên cái ông cứ kêu là cho ông chích chơi với chui. Đúng rồi mẹ thì cái chứ. Trên đời mà kiếm trời ơi, coi đi tướng kìa, đi tướng kìa, đó đó coi đi tướng kìa.
đi là bây giờ con ảnh 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 đúng rồi, phải đi vậy đó con. Mình đi mình phải ưỡn ngực ra, đừng có giống như mẹ với Út đi, tao nói đi cái lưng khờm thì thôi luôn á. Chay là cô chú Út thấy chưa, Út thấy chay chưa, chay đi khác mình lắm, chay đi là chay ưỡn cái ngực ra chứ đãi vậy đó. Rồi về lại đó phá đồ đó. Wow, con đã làm gì rồi? Để chuẩn bị nè, chuẩn bị là mẹ sẽ phải cất mấy cái này vô hết, cất mấy cái này là phải cất vô hết luôn, cất hết tất cả mọi thứ, hết mùa rồi đã. Bây giờ là chơi với cát nè, bây giờ là dọc cát thấy không cô chú, thấy không, không có nghỉ ngơi. Hồi nãy giờ cái video này không có cắt cái đoạn nào luôn á, thấy không, nó không hề nghỉ ngơi. Cô chú mà gặp chạy ngoài đi, cô chú biết Út gặp chạy ngoài Út còn mệt mà. Múc cát xài xe chơi đó, con cát mua từ cái đời mà tao nói cú lĩ cú lai nào rồi giờ tới giờ luôn đó. Thôi bây giờ chơi với cát nha, nghe chưa, mày vô mày làm công việc chút nha, đứng đây chơi đi.